Rồi, xin chào tất cả các anh em đam mê dòng xe Sibo hai thầy ha. Clip này mình sẽ giới thiệu cái logo mặt nạ zin rớt trên xe của Sibo ha, và một cái hãng mới bây giờ, cái điểm phân biệt với nhận dạng của nó ha. Cái này là logo zin rớt trên xe nè. Đây là cái logo hàng mới nè. Hàng mới thì nó cũng có một loại chữ màu trắng inox luôn nha, nhưng mà mình thích chơi cái màu chữ này vàng cho nó lạ đó. Hàng mới cũng có loại giống giống như vậy luôn. Cái điểm phân biệt nhận dạng của nó sao đó, gắn lên cái mặt nạ này là mặt nạ tột hò nè, gắn lên trên cái áo nâu của mình này, để gần cho anh em thấy nha. Cái logo zin theo xe nè, chữ Suzuki nè, nó được nổi lên nha. Cái phần nổi ở bên trong nó hơi bị dày thịt ha. Đây, còn cái chữ Suzuki đây cũng in nổi nè, chữ màu vàng cũng nổi nha, nhưng mà cái bộ nó mỏng thịt hơn, đúng không ta? Rồi cũng sẽ có cái là chữ Suzuki này nó mạ mạ rơm màu giống y luôn, tại mình mua cái màu này cho nó có đủ đồ sưu tập ha. Đó. Nè, rồi nhìn chữ hai chữ Suzuki nó khác nhau rồi nha. Thấy không? Su khác nhau phần chữ U nè. Chữ U này đích nó tròn tròn. Còn chữ U này đích nó vuông lên nè. Này. Hai chữ U khác nhau phải không? Cái chữ U đích nó tròn. Cái này là U. Đó là cái điểm mà nhận dạng của nó. Cái phần in nổi thì của nó dày hơn nha. Đó. Còn cái phần cái này thì nó cũng in nổi mà nổi có chút xíu à. À. Là cái điểm phân biệt của cái logo Sibo ha. Anh em tín đồ Sibo thì cứ kiếm logo zin tháo xe mà chơi ha. Mình vô mình khoái ồ mới. Mới tinh, ví dụ như cái mặt nạ zin tồn này nè, mình vô cái logo, mình vô logo mới, tại vì cái logo zin này nó cũng còn được, nhưng mà nó không có ấy, không có được một bóng bẩy. À, mọi người mọi cách chơi ha, cái logo này mình không có bán ha, cũng giá trị không có bao nhiêu hết, nên làm clip giới thiệu cho anh em xem thôi. À, rồi, bye bye, xin chào tất cả các anh em.